Hello bạn ơi. Hello các bạn ơi, lại là mình đây. Hôm nay chúng ta đang có rất là nhiều đồ chơi mới này các bạn ơi, cực kỳ gọi là nhiều luôn nha. Và các bạn có muốn biết hôm nay chúng ta có gì không? Và mọi người nếu thành tâm muốn biết thì chúng tôi thành tâm xin trả lời là được rồi. Được rồi, chúng ta sẽ đi xem hôm nay chúng ta có gì nha. Đầu tiên tôi cầm ai đây? Wow, đầu tiên tôi cầm một con Godzilla mọi người ơi. Cho mình cơ thể khá là bự con, đồng thời trên đầu có hai cái đầu đó mọi người ơi, rất là đáng sợ nha, đáng sắc nhọn luôn. Và bên cạnh đó là đây, wow, một anh chàng quái vật trong Rainbow Fang nè mọi người ơi. Wow, nó giống một cái cột đó mọi người ơi, và đồng thời có đôi mắt to tròn, hàm răng cực kỳ là nhiều răng luôn mọi người ơi, rất là đáng sợ nha. Và biết bên cạnh đó là đây, là một chút không lắm ăn kỳ lô sầu rớt này mọi người. Một chút cũng lắm, biết khá nhiều gai trên lưng và đồng thời trên đuôi chứ không cái búa mọi người ơi, nó quật trong phát là chỉ có chết đi, rất là dữ dằn nha. Và đó chúng ta còn qua đây. Ồ, là một chú chó này, một chú sư tử này, sư tử này mọi người ơi. Wow, chú này có một khuôn mặt khá là dữ tợn, đồng thời có một cái bờm khá là bự luôn mọi người ơi. Hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đang rất là rực đỏ lên mọi người, cực kỳ đáng sợ chưa nào. Đây là một trong những loài rất là dữ tợn nha. Rất là đáng sợ luôn. Bên cạnh đó chúng ta còn qua đây. Ồ, là một anh chàng Ben Ben mọi người ơi. Đỏ và đồng thời trên đầu có hai cái sừng khá là sắc nhọn luôn. Khuôn mặt có vẻ tuy ngần gần nhưng mà đồng hồ bù lại nó rất là đáng sợ nha. Ồ, bên cạnh đây lại đây, một chút khủng long chi xe ra tóc này mọi người ơi. Một...
Chúc khủng long mang cho mình cơ thể khá là to lớn. Đây là một trong những loài được cho là to nhất trong tất cả loài khủng long. Nói vậy thôi chứ nói cũng nhỏ lắm. Nhưng mà nó có 3 cái sừng này mọi người, khá là bự nha. Bên cạnh đó là ở đây. Ô là một chú hổ mình ở chú. Có những cái vằn đen trên lưng, đồng thời có khuôn mặt khá là dữ tợn người, hàm răng sắc nhọn và đôi mắt đang rực đỏ lên nè mọi người. Dữ tợn chưa nào? Bên cạnh đó là ai đây? Stegosaurus mọi người. Chú khủng long với khá nhiều gai trên lưng và đồng thời chú có một cái đuôi chứa một nói vậy sao chứ đuôi mình chứa nhưng mà nó rất là nhiều gai trên lưng nha. Wow, bên cạnh đó là ai đây? Bên cạnh đó chúng ta có một chú tê giác mọi người. Tự cho mình cơ thể như được bọc giáp trên người. Đồng thời đó trên đầu chúng 3 cái sừng, 2 cái sừng mọi người khá là sắc nhọn luôn. Nó hút phát lò rùa đứt người để mình trong những loài mang cho mình khả năng rất là mạnh mẽ nha. Rất là tức giận luôn. Bên cạnh đó chúng ta lại qua đây. Và tiếp tục đó chúng ta có một chú chó này mọi người. Chú chó này sở cho mình bộ lông khá là mượt mà luôn. Và đây là một khuôn mặt có vẻ rất là nghiêm túc nha. Wow, nhìn bộ lông này nó mượt mà chưa. Bên cạnh đây là ai đây? Là một chú hổ này mọi người. Vằn đen và đồng thời có những khuôn mặt khá là đáng sợ luôn. Wow, rất là đáng sợ và dữ tợn mọi người. Nó cạp cho một phát là đừng hỏi luôn nha. Bên cạnh đó là ở đây. Một anh chàng khi nhập job mình ơi. I'll knock your head off. Anh chàng sở hữu cho mình cơ thể có vẻ rất là màu xanh lá cây, đồng thời trên đầu anh còn một cái vương miện mọi người. Nhìn chỗ chưa, nhưng mà đừng nhìn bộ nhìn mà đánh giá sai anh ấy. Anh ấy đừng có nhìn mà anh ấy nhìn mà ngờ ngật vậy thôi chứ anh ấy cũng rất là mạnh nha. Bên cạnh đây là anh chàng nào đây? Wow, muốn anh chàng cho Rainbow Fan mọi người một quà. Xanh nước biển, đồng thời có thân thể rất là cao ráo luôn mọi người, cực kỳ cao luôn nha. Wow, và bên cạnh đây là anh chàng nào đây? Ngoài đó chúng ta có một chú khưu cao cổ mọi người. Chú này thì có một cái cổ khá là dài và đồng thời có một đôi chân như hoa hậu ấy, nó dài tới nách luôn này mọi người ơi. Wow, bên cạnh đó là ở đây một chú Parasaurus này mọi người. Long mang cho mình một cái cổ khá là dài, đồng thời có một cơ thể rất là bự con luôn. Wow, cực kỳ bự nha. Và tiếp tục đó là anh chàng nào đây? Một anh chàng chim của chóc người ơi. Hey, Madman, look, it's the magic gems or something. Sở cho mình cơ thể khá là to, đồng thời trên người nó cũng màu xanh lá cây và nhìn khá sợ chưa? Đôi mắt to tròn này. Tiếp tục đó là đây. Là một chú ngựa đây mọi người ơi. Và đồng thời có khuôn mặt cũng rất là nghiêm túc, đồng thời anh này cũng chạy rất là nhanh, cà đập phí, rất là dữ phải không nào. Tiếp tục đó lại đây. Ngoài ra chúng ta có một con skill toilet mọi người. Con mang cho mình cái đầu gắn bồn cầu, đồng thời nó có thể bay lượn trên bầu trời mình. Skim du 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 du, skim du 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 du, bầm. Đó là ấn sợ phải không mọi người? Wow, bên cạnh đây lại đi. Chúng ta có một con scorpion mọi người.
đây còn gọi khác là một con bọ cạp, mang cho mình một cơ thể giống như một con cua ấy, mà chỉ có hai cái càng người, nhưng mà cái đuôi nó có chứa một độc độc khá là nguy hiểm, nó chích cho phát là chỉ có chết thôi. Mình tiếp tục đón lại đi. Wow, một chú gấu phét đi trong phải nãy phét đi người đây. Đây là một chú gấu phát đi, mang cho mình cơ thể con robot cực kỳ đáng sợ luôn. Nhìn đôi mắt nó nè, hàm răng cực kỳ sắc nhọn và rất là đáng sợ nhặn. Nhưng mà cũng ghê, nó tôi là tôi đánh hết. Tiếp tục đó lại đây, một chú cũng đang siêu mô sầu đất một người chú. Long có một cái mang khá lớn trên lưng, đồng thời chú có thể bơi được dưới nước đó mày ơi. Wow, rất là dữ phải không nào. Mình tiếp tục đó lại đây. Là một chú long ba đa sâu đất mọi người. Wow, một chú long mang, cho mình giống một con kangaroo ở trên đầu có một cái sừng người, rất là dữ phải không nào. Bên cạnh đây là anh chàng nào đây? Ô, ngoài đó chúng ta còn qua đây. The Batman mọi người. I'll never let you win. Never. Chàng kỳ sĩ bóng đêm mang cho mình một sức mạnh chiến đấu rất là lớn bạo luôn. Anh này có khả năng đánh nhau cũng rất là dữ nha. Ui cha. Rất là dữ phải không mọi người ơi, cực kỳ là dữ luôn. Bên cạnh đó là anh chàng nào đây? Ủa, một chàng hít đi bít đi mọi người sợ. Gửi cho mình hàm răng cắt nhọn, đồng thời có đôi mắt to tròn và cánh tay dài ơi là dài luôn mọi người ơi, rất là dữ nha, cực kỳ là dữ dằn luôn. Con này rất đáng sợ nha, mà nhưng tôi không sợ, tôi là tôi đéo sợ ai hết. Và tiếp tục đó là đi. Ô, một chú khủng long Ankylosaurus nè mọi người. Một chú khủng long với khá nhiều gai trên lưng giúp chú khả năng chiến đấu và phòng thủ cực kỳ là mạnh mẽ. Đồng thời trên đuôi chú giống một cái búa mọi người, nó quật cho phát là chỉ có chết thôi đó mọi người, rất là dữ không nào. Đây là một trong những loài rất là dữ nha. Và bên cạnh đó lại đây. Wow, một chú Bonnie trong vài này hết phết đi mọi người. Chú thỏ mang cho mình cơ thể con robot cực kỳ đáng sợ luôn, cánh tay nó rất là đáng sợ mọi người ơi. Wow, hàm răng nó cũng rất là sắc nhọn mọi người. Wow, tối nó chạy hơi bị nhanh đấy. Tiếp tục nói chúng ta có anh chàng nào đi. Đây là một anh chàng hút này mọi người. Là dữ tợn, anh này có một cơ bắp cực kỳ là cuồn cuộn luôn. Khuôn mặt anh này rất là tức giận luôn. Anh này được cái là anh càng tức giận thì anh càng khỏe nha mọi người ơi. Rất là mạnh mẽ luôn, nhưng mà đôi chân anh đã bị mất rồi, nhưng không sao, anh này còn vẫn rất là mạnh mẽ luôn. Rất là dữ phải không nào. Ngoài đó là ai đây? Ồ, chúng ta có một chú voi mình nữa. Voi này có hai cái ngà khá là sắc nhọn luôn, đồng thời có cái vòi dài ơi là dài, nó có thể quấn lấy con mồi và đập chết con mồi đó mọi người ơi, rất là dữ phong nào. Và bên cạnh đó là ai đây? Ho, là một chú kỳ đột mọi người ơi. Khỉ đồ này mang cho mình cơ thể khá là to con, đồng thời nhìn cơ thể nó rất là bự con phải không mọi người ơi, tự chưa nào. Bùm, và tiếp tục đó là đầy một chú khủng long xiêm một số rất mọi người chú. Mang khá lớn trên lưng giúp chú có thể bơi được dưới nước đó mày ơi, rất là dữ dằn nha, cực kỳ là dữ luôn. Bên cạnh nó lại đây. Ồ, là một chú gà mày ơi chú. Chú
gà này mang cho mình một cái màu khá là màu đỏ luôn, đồng thời có một cơ thể cũng rất là đáng sợ, nó mổ cho mấy phát là chết đấy. Tiếp tục nói lại đây, wow, chúng ta lại tiếp tục có một con Godzilla baby mình ơi. Sợ cơ thể rất là nhỏ con, nhưng đừng nhìn vậy mà đánh giá sai nó rất là đáng sợ phải không nào mọi người. Và tiếp tục đó lại đây, một chút không làm bài thì chỉ sầu rớt mọi người ơi. Cổ nó dài chưa nào và một cơ thể khá là bự, một trong những loài khủng long rất là to lớn luôn. Và tiếp tục đó lại đây, wow, chú tí rất mọi người sợ. Cho mình hàm răng sắc nhọn, hai cánh tay chú tuy nhỏ bù lại có một đôi chân khá là to luôn, đây một trong những loài khủng long rất là mạnh mẽ nha. Bùm, và tiếp tục nói lại đây. Ồ, ngoài ra đó chúng ta còn có một chú khủng long Dilophosaurus này mọi người. Wow, một chú khủng long mang cho mình ba cái này xòe ra, rất là đáng sợ nha mọi người. Và tiếp tục đó là anh chàng nào đây? Ô, một chú tí đất màu xanh lá cây mọi người ơi, chú. Chú này thì sở hữu cho mình hàm răng sắc nhọn, hai cánh tay chú tuy nhỏ nhưng bù lại có một đôi chân khá là bự con mọi người ơi, rất là sợ luôn. Bên cạnh đó là anh chàng ở đây, wow, một chú khủng long chi xe đeo tóc mọi người. Cơ thể chú tuy rất là to lớn, đồng thời chú có ba cái sừng trên đầu khá là sắc nhọn luôn, hút phát lợi luôn đấy. Và bên cạnh đó là anh chàng nào nữa đây? Wow, chúng ta lại có ai để skip một anh chàng TV man. Chàng sở hữu cho mình cơ thể khá là cao ráo và đồng thời trên đầu có một cái tivi nhật là tivi luôn, rất là tivi nha mọi người, cực kỳ tivi. Tiếp tục là anh chàng nào ở đây? Ồ, ngoài ra chúng ta còn có một chú cá sấu mọi người. Cho mình hàm răng sắc nhọn, cái một cơ thể khá là dài luôn, nó quật cho mấy phát mọi người. Wow, đáng sợ chưa nào. Bên cạnh đây là ai đây? Ồ, chúng ta còn một chú chó mọi người ơi. Chú chó này sở hữu cho mình một khuôn mặt cũng rất là dữ tợn, hàm răng sắc nhọn, đồng thời nó cạp cho mình phát rất là đáng sợ luôn mọi người ơi. Wow, cạp. Tiếp tục đó là ai đây? Wow, một chú khủng long Mosasaurus mọi người ơi. Lông này có một cơ thể khá là dài, đồng thời hàm răng sắc nhọn và cơ thể bơi rất là nhanh luôn mọi người, bơi rất là dữ tợn không nào. Và bên cạnh đây là ai đây? Wow, một chú voi mammut mọi người ơi. Cho mình hai cái ngà khá là dài luôn, nó dài mày quặn luôn người ơi, rất là đáng sợ nha. Đồng thời nó có một bộ lông khá là mượt mà luôn người ơi. Và tiếp tục đó là ai đây? Ồ, rất là nhiều bên này người ơi. Wow, đầu tiên tôi cầm ai đây? Một con Foxy trong Final Fantasy đi mọi người. Cáo mọi người, mang cho mình cơ thể của con robot cực kỳ đáng sợ, trên tay nó có một móc câu này, nó móc vô đầu tôi là tôi chết đấy. Wow, cực kỳ đáng sợ luôn. Và tiếp tục đó là ai đây mọi người, đó xem tôi đang cầm những ai nha. Wow, đầu tiên tôi cầm là con Chan Speaker Man.
anh chàng mang cho mình một cơ thể khá là to lớn nha mọi người, rất là đáng sợ nha. Đây là một anh chàng cực kỳ to, và trên tay anh cầm một cái súng và anh có 3 cái loa trên đầu. Mang cái 3 cái loa này có thể phát ra âm thanh cực kỳ là chói tai đó mọi người, rất là dữ phải không nào. Wow, nhìn là biết anh ấy mạnh mẽ thế nào rồi. Bum. Và tiếp tục đó lại đây, một anh chàng Iron Man người ơi sợ. Hữu cho mình một trong rất là nhiều bộ giáp xịn sò, giúp anh ta có thể chiến đấu cực kỳ là mạnh mẽ. Thì bộ giáp này giúp anh ta có thể bay lượn trên bầu trời, bắn ra những tia năng lượng cực kỳ là mạnh mẽ, pew pew pew, rất là đáng sợ nha. Đồng thời anh này cực kỳ là mạnh mẽ nha. Và cạnh đó lại đây, ô là một chú ti rất ngời sợ. Cho mình hàm răng sắc nhọn, hai cánh tay chú tuy nhỏ bù lại đôi chân khá là bự con, nên một trong những loài rất là đáng sợ luôn. Tất cả trong phát là rất là đáng sợ nha. Ngoài đó là ở đây một cô nàng bắn lên nam người một sân. Thời trên đầu cô có một cái nơ khá là xinh tươi, mọi người rất là cute nha. Và tiếp tục cuối cùng là ai đây? Wow, một chú bát đốm mọi người có nhìn. Những cái đốm đen trên lưng bóng khuôn mặt khá là dữ tợn. Wow, chú này có thể chạy lên vận tốc lên đến 100 km/h mọi người ơi, rất là dữ nha. Wow, và clip mình đến đây là hết rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau, bye bye.